Vâng, âm thanh Mạnh Hùng xin chào tất cả các bác. Và hôm nay cũng theo yêu cầu của rất là nhiều bác ở xa gọi điện đến yêu cầu test những cái bộ dàn Kenwood A65. Vâng, thì đáp ứng yêu cầu của các bác ở xa, những các bác ở gần thì đến cửa tại cửa hàng thì các bác được chọn trực tiếp, thì xem trực tiếp và chọn trực tiếp thì không sao. Các bác đáp ứng yêu cầu của các bác ở xa gọi điện đến yêu cầu test những cái bộ dàn Kenwood A65. Thì hôm nay em sẽ test chi tiết cái bộ dàn Kenwood A65 này. Và thì trước mắt các bác quan sát đây là một bộ dàn Kenwood A65 chạy điện 220 các bác nhé. Kenwood A65 chạy điện 220. Và bộ dàn này thì cũng bao gồm 5 thớt như bình thường, dưới cùng là quay băng, thứ hai là âm ly, và thứ ba là radio, thứ tư là equalizer và trên cùng đây là CD. Đi theo bộ dàn này một đôi loa S7M, tem đồng Kenwood S7M đấy các bạn. Ba quay, loa 3 đường tiếng các bác nhé. Và một được thiết cái ốp lõi rất là đẹp, chỉ vàng ấy, rất sang trọng. Trong lúc em nói thì em sẽ soi chi tiết luôn để các bác nhìn xem độ mới và độ đẹp của nó, xem có xuất sát ở đâu không. Em sẽ soi chi tiết cho các bác luôn. Và 11 bát 23 thì cái đôi loa này nó cho ra chất âm rất là hay, trung to, trung giấy, chắc giấy, cho nên là cái lời của nó rất là hay và sáng. Đây là loa bế bên tay trái các bác nhé. Vâng, và tiếp theo đây là loa bế bên tay phải. Sẽ soi rất là chậm để cho các bác nhìn luôn. Côn mà nghiện rất là đẹp. Vâng, ở trên đây là mặt dàn này. Cái vết này là vết băng dính các bác, không phải là xuất sát gì đâu. Và thì các bác quan sát là quắc 5 thớt sáng rất là đều và đẹp vậy. Bây giờ em sẽ soi đằng sau luôn. Thùng gỗ rất là chắc chắn. Đây là loa VL, công suất là 80W 6 ohm, S7M. Và ngoài đây là loa VR. Vẫn là công suất là 80W 6 ohm. Vâng, thì em sẽ xoay rõ gì 5 thớt luôn, khi mà các bác ở xa nhận hàng nhận đúng cái bộ dàn của mình. Đây là thớt CD các bác nhé. Tiếp theo đây là equalizer. Tiếp theo đây là radio. Radio thì các bác cài dây anten vào cái cọc FM này và cọc AM này để các bác bắt. Và đây là âm ly. Đây là âm ly đó nhé. Và dưới cùng đây là thớt quay băng cassette.
khi các bác ở xa nhận hàng, các bác đặt hàng, các bác sẽ nhận đúng cái bộ dàn của mình. Đây thế cắt xiết. Vàng và loa thì nó có hai cầu đấy các bác. Đảo mạch ở đằng trước, các bác nghe cầu trên hoặc cầu dưới thì tùy. Đây em đấu cầu dưới. Đấu cầu trên thì các bác ấn đảo mạch ở đằng trước. Và những cái bộ dàn này vẫn có đầy đủ các đường ghép và súp và center đấy các bác nhé. Súp, su dao, center đủ hết đúng không? Các bác có thể thích ghép thêm súp vẫn cứ được, không ảnh hưởng gì cả. Vâng, thì tất cả dây rác đấu lối thì em cũng đã đấu lối hết rồi. Các thớt đấu lối với nhau hết rồi thì khi nhận hàng các bác chỉ cần cài mỗi hai cái dây loa này màu nào và màu đấy thôi. Thì có chú ý dây đỏ vào là đỏ và dây đen ở đây thì nó sẽ vào đen ở loa âm ly. Đen ở loa này sẽ vào đen ở âm ly. Đấu theo hàng ngang các bác nhé. Hai vế nó có bốn cọc hai vế. Và như vậy là em đã soi chi tiết cho các bác một bộ dàn Kenwood A65 rồi. Thì bây giờ em sẽ test từng chức năng hoạt động từng thớt một. Vâng, thì những cái bộ dàn này các nút lúc nút vị trí lúc nút ở trên mặt của nó thì nó có nút chỉnh bát bát đây các bác nhé. Đây chỉnh bát, chỉnh check, ba lăng phân loa này. Đấy, và các bác nghe loa cầu B thì có ấn cầu B, và nghe cầu A thì có ấn loa cầu A này. Nhiều lúc các bác ấn nhầm với những cái nút này nó cũng không nói được. Ví dụ các bác đấu cầu dưới thì các bác ấn nút B này vào. Còn các chức năng cắm các đường điện thoại này, TV mạng, máy tính vào thì vẫn nhiều đường vào các bác nhé. Các bác vào đường LD này, hoặc vào đường video này, video hoặc vào đường LD, hoặc vào những cái đường khác nữa, nó rất là nhiều đường vào để các bác đấu lối nghe nhạc ở bên ngoài, nhạc mạng ở bên ngoài. Bây giờ em sẽ test radio. Đây là dây lệnh em đấu hết, em chỉ cần ấn về radio cái này. Đây radio đang nói không anh? Bà con và các bạn vừa nghe bài hát radio. Hát từ biển khơi của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo với tiếng hát ca sĩ Quang Linh. Tiếp theo sau đây là chuyên mục Nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch. Nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch. Thưa bà con, thưa các bạn, thực phẩm sạch với nguồn gốc không rõ ràng luôn là trăn trở của người tiêu dùng. Và như giới thiệu từ đầu, các bác lối dây anten dài này thì cái tiếng nó sẽ lét ngay, không có tiếng. Đây là radio nó tốt các bác nhé. Các nam nữ nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Vâng, bây giờ em sẽ test quay băng các bác. Đây là quay băng cửa B các bác nhé. Quay băng cửa B. Mùi đâu còn mưa, bao nhiêu mưa buồn bấy nhiêu. Như vậy là quay băng vớt dùng các chức năng vẫn hoạt động bình thường. Tiếp theo đây là cửa A. Vậy là các chức năng hoạt động hoàn hảo, từ hai chiều vớt đi vớt lại hoạt động rất bình thường. Em test cho các bác thôi chứ bây giờ chắc cũng chả còn băng mà dùng. Bây giờ em sẽ test cái đường máy tính vào đây. Máy tính vào thì các bác ấn vào đường TV mạng và các bác ấn vào là DAOX này. Vì đằng sau em cắm đường AOX thì em sẽ ấn vào đường AOX. Đây là nhạc mạng. Thank you.
các bác muốn nghe để cảm nhận một bộ dàn, các bác vừa đeo tai phone mà. Chứ các bác mà nhiều bác gọi điện đây bảo hồn tôi nghe đấy, chả tiếng bác gì cả, thì các bác nghe qua tivi hoặc là qua máy tính, các bác không đeo tai phone thì bác không nghe được tiếng bát đâu. Khi em chỉnh bát này thì các bác đeo tai phone các bác nghe mới biết được cái em chỉnh bát sẽ có thay đổi. CD, các bác nghe CD, các bác ấn vào CD này và ấn này đĩa và vào play này. Chuyển bài nhận bài rất lanh nhanh các bác nhé, nó sẽ mắc 210 cho nên là lấy bài chuyển bài nó rất là nhanh. Vâng, như vậy là em đã test chi tiết cho các bác ở xa đặt hàng một cái bộ dàn này.
Kenwood A65 này, chạy điện 220 các bác nhé. Tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Thì các bác nào mà cũng mấy bác gọi điện đến yêu cầu test cơ, nhưng mà bác nào mà đặt hàng chuyển tiền đặt cọc trước thì em bán trước. Và các bác nào mà vẫn thích những cái bộ dàn Kenwood A65 như thế này thì em lại test tiếp, vì dòng dàn này nhà em còn rất là nhiều, thoải mái các bác mua thôi. Kenwood A65 rất là nhiều, vì nhà chật em không bày ra rất là nhiều. Vâng, cuối clip thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Em sẽ test lên những bộ các tham khảo và đặt hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip.